Bây giờ là thời gian dành cho chương trình 365 ngày chuyển động. Xuân Long và Thúy Vi sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả và bà con nông dân để cập nhật những tin tức nông nghiệp đáng chú ý mỗi ngày. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đang tích cực triển khai sản xuất vụ đông xuân. Ngành nông nghiệp định hướng ra sao cho vụ sản xuất này? Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sẽ có trong những phút tới đây. Chú ý không gieo trồng lúa vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đối với các vùng có nguy cơ thiếu nước cần bố trí giống ngắn ngày. Một số lưu ý trong chăm sóc cây công nghiệp dài ngày như cà phê, điều vào thời điểm này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định thông tin tồn đọng 8 triệu con lợn trong chuồng là không chính xác. Người chăn nuôi ở Lâm Đồng thấp thỏm vì giá lợn hơi thấp kỷ lục. Lời giải nào cho bài toán tái đàn và ổn định sản xuất những tháng cuối năm? Thưa quý vị, vụ đông xuân 2021-2022 trên địa bàn dự báo thời tiết có diễn biến thất thường, thiên tai dịch bệnh dễ phát sinh. Do vậy, việc chủ động và linh hoạt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân là rất quan trọng. Bên cạnh đó, thì thị trường trong nước cũng đã dần nới lỏng, tập trung sản xuất vụ đông xuân sẽ giúp cho bà con phục hồi sản xuất sau một thời gian dài ảm đạm. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 40.000 ha, trong đó cây lúa trên 8.800 ha, cây bắp 1.900 ha, đậu phụng, đậu tương 90 ha, khoai lang 535 ha, rau các loại gần 25.000 ha, hoa hơn 3.700 ha, đậu khoảng 450 ha. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi 1.860 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Cùng với việc xây dựng các phương án sản xuất cụ thể, ngành nông nghiệp cũng đề nghị 12 huyện thành phố căn cứ điều kiện thực tế về nguồn nước, trình độ canh tác của người dân để xây dựng kế hoạch cụ thể về giống, thời vụ, phương án sản xuất đến từng thôn, xã để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tích cực thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là nước tưới cho cây cà phê giai đoạn ra hoa, đậu quả. Đối với các địa phương có thế mạnh về rau màu, cần tăng diện tích gieo trồng các loại cây ưa lạnh như bó xôi, ớt ngọt, súp lơ, hành tây, v.v. Theo thông tin từ Cục Trồng trọt, mật độ bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong những tháng cuối năm nhiều hơn trung bình các năm trước. Tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong những tháng cuối năm sẽ ở mức cao, nên việc gieo xạ các trà lúa sớm cần được cập nhật thường xuyên tin tức khí hậu, thời tiết để việc gieo xạ được đảm bảo an toàn, tránh trường hợp do mưa lũ gây ra thiệt hại phải gieo xạ lại nhiều lần. Với thực tế tại Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra khung thời vụ phù hợp cho từng vùng để hạn chế thiệt hại. Sau đây là thông tin chi tiết. Cụ thể, tại vùng sản xuất 3 vụ lúa một năm như Đà Tẻ, Cát Tiên và các diện tích chủ động được nguồn nước thì cần kết thúc xuống giống trước ngày 10 tháng 12 dương lịch. Tại các vùng sản xuất 2 vụ lúa một năm như Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông, nơi chủ động được nguồn nước được khuyến cáo hoàn thành xuống giống đông xuân chính vụ trước ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Còn tại một số khu vực ít chủ động nguồn nước, gieo cấy muộn, kết thúc xuống giống vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Về cơ cấu giống, các địa phương căn cứ tình hình thực tế khuyến cáo cơ cấu xuống giống lúa phù hợp, tuy nhiên cần phải đẩy mạnh sử dụng các giống xác nhận, giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng khá, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu khô hạn tốt. Bên cạnh yếu tố thời vụ và cơ cấu giống, thì các địa phương cũng phải tập trung chỉ đạo gói kỹ thuật một phải, năm giảm, đồng bộ. Tăng cường bón lót phân hữu cơ, sử dụng các dạng phân ure chậm tan để chống thất thoát đạm, tranh thủ nguồn nước tưới đủ cho 3 lần bón phân và thời kỳ trổ bông. Đó là một số lưu ý cho bà con gieo trồng vụ lúa đông xuân. Còn đối với các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, điều thì bà con cũng cần lưu ý một số đối tượng dịch hại phát sinh trong vụ đông xuân. À, vâng, đúng như vậy đó Thúy Vi. Vâng, giai đoạn này thì bà con cần thường xuyên thăm đồng, đánh giá tình hình sản xuất, tập trung bón phân và quản lý tốt các loại dịch hại để đảm bảo năng suất của vườn cây. Sau đây là khuyến cáo từ ngành nông nghiệp. Đối với cà phê, cuối năm là giai đoạn trái chín và thu hoạch. Do vậy, bà con nông dân cần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn này để phòng trừ kiến, cỏ dại, mà thay vào đó là áp dụng biện pháp thủ công như phát dọn cỏ để thuận tiện cho việc thu hái. Sau khi thu hoạch, nông dân chủ động cắt tỉa cành tăm, cành bị sâu bệnh, tạo tán, giúp vườn thông thoáng, bổ sung phân bón kịp thời để cây cà phê phục hồi, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hại dễ lây lan như rệp sáp, rỉ sắt, thảng thư.
Giai đoạn tháng 10 dương lịch trở đi thì cây điều bước vào thời kỳ rụng lá, ra chồi lá non, ra hoa. Lúc này cây điều khá mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại như bọ xít, muỗi, sâu đục ngọn, tháng thư. Trong điều kiện xuất hiện các cơn mưa trái mùa, bà con nông dân cần lưu ý theo dõi sự lây lan gây hại của các đối tượng dịch hại để phòng trừ kịp thời, bảo vệ tốt năng suất niên vụ 2021-2022. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp đáng chú ý tại một số địa phương trong cả nước sẽ tiếp nối chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Theo thông tin vừa nhận được, hiện nay hơn 3.500 hectare sắn tại vựa sắn huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai đã bị nhiễm bệnh khảm lá sắn và có nguy cơ mất mùa. Bệnh này có nguy cơ lan rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bệnh khảm lá sắn ở Krông Ba nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có từ nhiều năm nay. Triệu chứng đặc trưng dễ nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lỗ trên lá, mức độ hại nhẹ, lá không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ. Mức độ nặng thì làm cho lá sắn xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Hòm giống lấy từ cây sắn bị bệnh khi mọc mầm sẽ có biểu hiện bệnh ngay và không thể cho thu hoạch. Khi cây sắn còn non bị nhiễm virus thì cũng không thể cho thu hoạch. Nhằm khống chế bệnh khảm lá sắn, huyện Krông Ba đã khuyến khích người dân mua hòm giống tại các điểm bán giống có uy tín, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, không sử dụng hòm giống ở khu vực đã nhiễm bệnh cho vụ sau. Vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, đặc biệt nông dân không trồng giống HLS-11 do giống này hiện nay đã bị cấm mua bán cũng như là trồng, hạn chế trồng các giống bị nhiễm bệnh khảm lá như HLS-12, KM-419, KM-140, khuyến cáo người dân sử dụng các giống kháng bệnh, giống ít bị bệnh để trồng như giống KM-94. Trong những tuần gần đây thì giá lợn ở hầu hết các địa phương đều giảm ở mức rất thấp, cộng thêm xuất hiện thông tin hơn 8 triệu con lợn đang tồn đọng, làm ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi. Vâng ạ, Thúy Vy cũng có nghe về thông tin này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã khẳng định thông tin tồn đọng 8 triệu con lợn trong chuồng là không chính xác. Thông tin hiện đang lan truyền trên mạng đã khiến cho người nông dân hoang mang lo ngại và dẫn tới họ phải bán nhanh, bán tháo bằng mọi giá. Và khi nhiều người dân bán cùng một lúc thì thị trường sẽ bị đứt gãy, gây áp lực trong việc cung cầu. Cũng theo Bộ trưởng Hoan, thông tin dư thừa lợn thịt làm tác động đến nông dân, khiến họ bán ra thị trường bằng mọi giá, gây áp lực cung cầu. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị đã có những đơn hàng đặt trước từ 5 đến 7 tháng, nên không đơn giản chỉ là vấn đề giảm giá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận thời gian qua, ngành nông nghiệp chưa làm tròn trách nhiệm cũng như nhận định giá lợn hơi xuất chuồng dự kiến sẽ tăng trong khoảng 2 tuần tới. Giá lợn hơi trong những ngày gần đây đã nhích lên tại một số địa phương và hiện đang ở mức từ 39 tới 49 ngàn đồng một ký. Với mức giá này thì người chăn nuôi vẫn đang thua lỗ, trong khi giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng thì vẫn ở mức cao, gây bức xúc trong nhân dân. Theo Cục Chăn nuôi, ngoài nguyên nhân dịch bệnh làm tắc nghẽn lưu thông và cầu thấp thì vẫn có những thương lái lợi dụng dịch bệnh để hưởng lợi. Theo đó, đơn vị này đề xuất chính phủ và các cơ quan có liên quan vào cuộc làm rõ để ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm hiện tại là 28 triệu con, dự kiến lợn thịt ước đạt 3,8 triệu tấn, số lợn trong lứa xuất chuồng ước khoảng 50 triệu con, số lợn thịt xuất chuồng quá lứa và ứ động khoảng 1,5 triệu con và đang giảm xuống do nhu cầu tăng. Bàn về giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi lợn trong quý 4 và quý 1 năm sau, Cục Chăn nuôi nhận định, vừa qua trong phân phối sản phẩm lợn thịt đã có những thương lái lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng tắc nghẽn lưu thông để trục lợi. Do vậy, vấn đề này cần phải được làm rõ để hài hòa lợi ích giữa ba bên sản xuất, lưu thông và phân phối. Với tổng đàn lợn hiện nay, Bộ Nông nghiệp nhận định nguồn cung cuối năm vẫn được duy trì ổn định. Mặc dù vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay là kiểm soát được dịch bệnh trên người và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại tại một số địa phương. Và bên cạnh đó là giải pháp hỗ trợ vốn cho người chăn nuôi để tái đàn. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động rất lớn đến tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong khi giá lợn thấp, giá thức ăn chăn nuôi thì lại tăng mạnh, khiến cho người chăn nuôi lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Nhiều hộ đã dừng kế hoạch tái đàn và tăng đàn vì phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Cụ thể như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên thực hiện chương trình. Đầu tuần này, giá lợn hơi được thu mua ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, chỉ còn khoảng 38.000 đến 40.000 đồng một ký. Đây được xem là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay. Xã Gia Hiệp, huyện Di Linh là một trong những địa phương có gần 200 hộ chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn. Từ cuối năm 2020 đến nay, khi dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, tỷ lệ tái đàn ở xã này
đã đạt khoảng 70% so với thời điểm trước dịch. Thế nhưng, người chăn nuôi chưa kịp vui vì trả xong nợ vay tái đàn thì nay lại đối mặt với nguy cơ tiếp tục thua lỗ khi giá lợn hơi liên tục giảm sâu. Người nông dân hiện nay là lỗ, nếu mà mỗi con heo xuất chuồng tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 bởi giá chăn nuôi quá cao. Mà như gia đình nhà tôi á, là ngày trước là có chăn nuôi khoảng 250 con. Thì bữa nay thì cũng khi mà dịch tả châu Phi về thì bị dính hết, tiêu hủy. Và mới khôi phục lại thì mới có được 6 cái đàn to này. Thì nhưng mà giờ giá heo hơi bữa nay nó tụt xuống còn khoảng 35.000 một ký. Cho nên là nếu mà như bây giờ là chúng tôi cho ăn cám của công ty cũng lỗ khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 một con. Giá bán thấp nhưng giá thức ăn chăn nuôi lại tăng gần 30%, càng làm cho người chăn nuôi thua thiệt. Thay vì cho lợn ăn đủ cám thì nay nhiều hộ chỉ cho ăn cầm chừng khoảng 70% so với bình thường và chưa xuất chuồng ngay để đợi giá heo nhích lên, giảm bớt thua lỗ. Cũng chung tình trạng này, người chăn nuôi ở các huyện phía Nam cũng đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục giảm đàn, treo chuồng. Nhiều trang trại vừa bỏ ra tiền tỷ để đầu tư trại lạnh chăn nuôi khép kín, nhưng đến thời điểm xuất bán thì lại rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi. Thì bây giờ là khó khăn, là bây giờ thứ nhất là cái lực tiêu thụ đầu ra nó chậm quá, mà heo to cái này là bán là không có được. Cái thứ hai là cái giá cám, cái nguyên liệu thành phẩm ấy giờ nó cao quá. Mỗi một tháng hầu như là cứ một tháng là nẹ lên một lần, lại điều chỉnh giá cám lên một lần. Cho nên là cái chi phí nó để mà hoàn thành một con heo thương phẩm ra bây giờ ấy, nó so với thời điểm năm ngoái, tầm này năm ngoái thì nó đẩy lên độ khoảng 700-800 ngàn rồi một con rồi. Cho nên là bây giờ chúng tôi hiện tại là đang chăn nuôi với bán giá là 38-40, thì hiện tại bây giờ đang lỗ được khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu một con so với cái thành phẩm mà mình tạo ra được con heo thịt thành phẩm. Thì thực tế là kể không riêng mà trại lớn hay kể công ty cũng vậy, là rất khó khăn. Thì bây giờ cái đầu tiên là mình cũng giảm nhập heo lại, là giảm bớt lượng heo đi, chứ giờ để càng nhiều quá thì cái lượng ăn càng nhiều thì càng lỗ nhiều. Để muốn duy trì được thì buộc phải giảm bớt một số heo lại. Theo thống kê của ngành chăn nuôi, hiện trên toàn tỉnh tổng đàn lợn khoảng 420.000 con, đạt kế hoạch tái đàn 95% và tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm cho việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khó khăn. Với mức giá lợn hơi trên thị trường hiện dao động từ 35 đến 45.000 đồng, thời điểm hiện tại đã giảm khoảng 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký so với giá bình quân năm ngoái. Vì vậy, để người chăn nuôi có thể cầm cự được lúc này là bài toán khá khó khăn. Hiện tại thì dịch bệnh COVID ở trong cả nước cơ bản đã được khống chế. Do đó, cái việc tiêu thụ thịt lợn trong cái thời gian tới sẽ có những cái chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, để cái việc lưu thông thuận lợi hơn nữa trong cái xuất bán sản phẩm thì các cái đối tượng vận chuyển cần phải phối hợp với các cái cơ quan chức năng sở tại để biết rõ những quy định hiện thời của những cái khu vực, của những cái địa phương mà đến thu mua cũng như là để giết mổ, thì đảm bảo được cái chủ động trong cái mua bán cũng như là tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn. Treo chuồng, ngưng chăn nuôi và thậm chí là bán cả trại đang là những giải pháp tình thế được người chăn nuôi lựa chọn để đối phó với tình trạng giá lợn hơi tụt dốc không phanh này. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi tỉnh khuyến cáo chủ trang trại không nên ngưng chăn nuôi, mà thay vào đó là nên sử dụng một số biện pháp cần thiết để duy trì đàn. Ngoài việc sử dụng thức ăn tự trộn, xuất bán lợn vào thời điểm lợn chưa vượt quá 85 kg một con để giảm giá thành, thì việc giảm số lượng nái theo hướng tập trung vào chất lượng đàn là một giải pháp phù hợp lúc này. Thông tin chia sẻ trong một nhịp cầu nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả và bà con có thể kết nối chia sẻ thông tin với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglantv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Thúy Vi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.